Alo, alo. Tiếp tục series ra tập Norman Dial nào. Tập trước đã thành công trong việc thôn tính nước Pháp, phía Bắc nước Pháp. Văn hóa phục thưng. Chào mừng Tubi đã quay trở lại triều đình nha. Chào Thảo Lê. Bị mất tài khoản à? Thế à? Bây giờ lẽ lẽ rồi thì cho em xin một số tập, hình như mày có hay sao ấy. À, nó chưa có được mà. Hôm trước ưu tiên cho những ai đang xem clip clip. Để khi nào có anh cho, đơn giản cái gì đâu. Bây giờ chúng ta có Pháp rồi. À, tôi muốn đánh lên Anh để tạo ra đế quốc Liên hiệp Anh Pháp. Để có khôi phục La Mã thần thánh ấy không chặt. Bây giờ đánh tần trên này. Thủ đô thì chắc cứ lấy Paris thôi, Paris giàu có hơn. Chúng ta nhưng mà chúng ta chưa đủ cái này. Như tôi thấy mà lấy tôi thấy có cái mốt Warcraft ấy. Khi nào chưa thử mai kia rảnh chưa thử. Bọn này nó vẫn chưa thành lập vương quốc à? Mercia. Noctumia. Giúp cũng được để chúng ta farm điểm danh vọng, tăng tình hữu nghị, tuyển Việt Nam ơi.
EU tạo một địa sản nhà thờ, một công trình nhà thờ. Được. Vẫn còn tương đối dương tiền nên là lấy một ít bộ binh nông dân. Xử lý gia tộc này bí mật về vai trò. Xử lý gia tộc này thứ nhất phải có lý do, không phải là cứ muốn là xử nó. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nếu mà dồn tiền giết nó, ám sát nó lại thì mình tốn tiền, chả giải quyết cái gì. Làm gì nó cũng phải hợp lý. Cái này tăng cơ hội phát điểm mưu lên này. Rồi, tăng lên để mình dễ ấy. Mình đời này ít tướng tài quá. Không được thằng tướng nào ra hồn. Phe phái nổi dậy. Ồ, thế mà vẫn thịt. Thân với giáo hoàng tiếp lấy tiền liên tục.
Đất ở đây nhiều vàng quá. Rồi. Rồi ta mà chết à. Ồ. Như vậy là thằng này là thừa kế à. thằng Thái này là thừa kế hết chỗ này khi anh nó chết. Miso kế hiểm đấy. Còn phi bà thì chỗ khác. Như vậy là thằng em trong cuộc chiến vương quyền để chiến ở khu vực này. Zotama thì vừa chết. Chúng ta hiện tại mới có 3 gia tộc người chơi đây. Thì gia tộc Tài có vẻ mạnh hơn hẳn gia tộc của Zotama. Quân đội có vẻ hùng hậu hơn hẳn. Mà ở đây sao bị chia rồi. Thôi thằng nhắn nào, tập tâm mà chia bị chia đôi rồi. Ở đây thì Tài được phép mang quân nếu mà có thể được phép oánh thằng Zotama. Ai năng lực thì người ấy lên thôi. Cho phép đánh. Hai chư hầu này cho phép mở rộng lãnh thổ, sẽ không can thiệp vào cuộc chiến của hai chư hầu này. Ai có năng lực người ấy tự lên này. Thằng nào yếu đào thải. Đơn giản. Wessex. Mày muốn đánh Wessex. Công quốc.
vương quốc đặt một chân lên nước Anh thì mình phải có cái uy tín để cao cao một tí. Tại chúng ta tuyên bố chiến tranh với tiểu quốc. À, thằng này khắc đạo à? Có thể thánh chiến để chiếm khu vực này. Thánh chiếm để chiếm vùng đất này được. Hợp lý. À, thằng này cũng là vị giáo à? Thì thời cơ chúng ta tiêu diệt thằng này rồi. Thằng 2.000 quân. Được, lại quân đội nghỉ ngơi một chút. Rồi, thưởng khao thưởng 3 quân xong, chúng ta có thể tiến công. Hiệp sĩ đoàn đã được thuê. Thằng này không tham gia láo nhỉ. Thằng Thái này cũng không tham gia tiệc mình mừng, láo quá láo. Đi hành hương một phát nhỉ. Jerusalem. Nếu lấy được London thì có khi chúng ta rời đô sang đấy. Bởi vì Pháp hiện tại chưa thể lấy ngay được. Chưa có cớ gì để lấy. Thằng Tài mà đấy, thằng Jotama chắc nó không ăn được. Rồi đi hành hương về đã. Stephanie giữ độc đoán. Thật thà, nóng vội. Tôi muốn cô bé là một người theo con đường tiền nong thì không nên thật thà, độc đoán, nóng vội. Giàu nhưng khinh người. Stephanie sẽ là một cô gái giàu nhưng khinh người. Không có ai mẹ là khai thì chỉ quan tâm đến tiền thôi. Angola sắc sông. Rồi, chúng ta sẽ phát động chiến dịch quân sự vào thằng này. Hiệp sĩ đoàn đã thuê được rồi, thôi, không cần. Thằng này có 1.300 quân rồi, thì tập tất cả lính rồi. Đi qua eo biển Măng Sơ đánh thẳng vào London.
6 năm. Là hơi lâu. Mình có thể kêu gọi tham chiến cùng mình thằng này đi. Đánh cho nhanh. Đó. Để mang quân vào giúp. Úi giời, xong luôn. Mày quá. Thành lập hiệp sĩ đoàn. Đủ để thành lập hiệp sĩ đoàn kìa. Stuwok. Thành lập sĩ đoàn là Stuwok. Ta có một hiệp sĩ đoàn của riêng mình. Thúc đẩy văn hóa đây trước đi. Đại đạo đây đi. Chó ai dám cướp bóc ở đây à? Phù thủy Bá quốc. Quan điểm nhân dân cộng 5. Giết đi. Tăng quan điểm nhân dân. Quét sạch được luôn đấy. Mình có hiệp sĩ đoàn đây, nhưng mà đang hết tiền thay bao nhiêu quân? Đấy, 1.500 quân. Đồng minh với thằng Mercia này. Ồ, bà Phước Tốp, gia tộc tài quảng rồi. Gia tộc tài. Tài Quảng thì đất vẫn còn nguyên à? À, đất vẫn còn nguyên, có vẻ là chỉ có một người thừa kế thôi. Chuyển đổi sang văn hóa địa phương. Là người Angola sắc sông à? Nó là người Norman thì đúng hơn. Giữ nguyên thế đi.
Rồi, có vàng từ giáo hoàng ấy rồi, nên có tiền đánh với bọn này rồi. Phát động cuộc chiến. Yêu cầu thằng Mercia để giúp. Không có nó mang quân ra đánh mình hơi phiền. Tập kích Melanam xong rồi gọi hiệp sĩ đoàn. Đấy là có 2.000 quân tinh nhuệ. Đủ sức quất bọn này. Khu vực này sẽ cho thằng Trung. Thánh chiếm vì Vương quốc được, nhưng mà hiện tại để giành chiếm cả Vương quốc thì một cho thằng bé tí này hơi phí. Để dành cho thằng nào to to tí. Hay là mình giữ chỗ này, mình giữ chỗ này rồi trao trả khu vực này. Blender phải tạo à? Ồ, tôi có tước vị của Novogro đấy. Ông của mình chết à? Novogro, tiếp một khơi này. Tôi có tước vị của Novogro đấy. Nhìn xa quá. Island là đảo khác được. Nhưng bọn này lại là bọn không phải là tôn giáo thù địch với công giáo của mình. Đấy, nó lại là không phải công giáo thù địch. Thế nên là không thánh chiến được với bọn này. Bọn này thì là công giáo thù địch này. Chúng tôi coi họ là thù địch. Nhưng bọn này thì lại là tà ác thôi. Đéo phải thù địch. Đấy, bọn này đã là để thánh chiến được với bọn này. Lạc lối. Ở đây mình có 1, 2, 3, 3 tỉnh, 3 tỉnh, 6 tỉnh. Hai tỉnh này, thứ nhất là chúng ta cho Long Mandai. Long Mandai chúng ta đang có 2 người. Bốn trên 4, 1 trên 6. Cho nó khu vực nước bàn đài này.
cho nó làm công tước của Norman đây. Thằng này là trong gia tộc của tôi. Nắm giữ Norman đai là hợp lý. Tôi muốn một người trong gia tộc nắm giữ Norman đai của mình. Đó, mình nghiễm nhiên một thằng này sẽ được quyền này, sở hữu vùng này. Được, thằng đó. Đó. Nó sẽ là một công tước rất là hùng mạnh. Ở đây có hai tỉnh này, thằng này cho cái đấy áo bên mày, bây giờ gia tộc của mày ở đây tự đi mà liếm thì chả có công trạng cái đòi xin. Rồi, các bạn thấy đã, chúng ta vẫn đang nắm giữ được các vương quốc thì cứ giữ. Lothenia. Quốc vương. Nếu chúng ta mưu sát chồng mình thì mình sẽ có lãnh thổ của Scotland. Đó. Có vẻ chúng ta nên ám sát đi. Thằng này là một trong gia tộc của Kaling. Bắt nó được. Thằng này yêu cầu là các giáo sĩ không thúc đẩy vẫn tôn giáo ở Missex nữa, nhưng chúng ta không thể làm điều đấy được, chúng ta bắt buộc phải làm. Tiếp tục thúc đẩy văn hóa ở đây. Thù hằn Sophia giả dối của mình ta. Con gái thì nhìn nào cũng được.
thành công trong cái này chúng ta sẽ nắm giữ Scotland. À không. Không, không phải nắm giữ Scotland. Thế thì không nên lắm. Giết ông ta thì không nên. Từ bỏ đi. Tôi quên mất là Scotland nó đang theo chế độ bầu cử. Chào Thái, chào Ân. Chi phí tuyển dụng giảm 30% này. Đó, nó giúp cho mình tuyển tướng tiếc ngon hơn. Nhưng mà 9 trên 9 thằng Knight là tôi nghĩ là cũng đủ. Thế là ít tương tài lắm. Mình có thể thay đổi công thức này. Tăng thuế của này lên. Các công tước bắt buộc phải tăng thuế. Có những đặc quyền về lãnh thổ thì phải tăng thuế lên. Cái này tốn kém. Nhưng thằng này nó cứ gia hạn được. Sao? Mẹ còn. Đọc của mày vẫn còn. Đấy, lại làm tí tiền từ giáo hoàng lại cấp tiếp để mở rộng được cõi địa sản này.
không ấy được nữa. À, chỗ này chưa chuyển đổi xong, mình chưa xây được. Rồi, con gái lớn rồi. Đông France. Cứ để nó đây là 49 tuổi, bình thường. Ruby như chưa có, ông có xin đâu. Ông xin thì tôi cho. Riêng Ruby với thằng Trung Bùi thì sẽ được một mảnh to. Win. Thằng này nó không để dành cái này lên để mình. Chắc phải tuyển ít cái này. Ai xin thì mới có nhỉ. Trong những người xin thì sẽ ưu tiên những người nào donate với những người nào là mà hội viên nhỉ. Cho thằng này đi tu. Thằng này cũng có kỹ năng ẩn giật này, cho đi tu đi. Đỡ phải cạnh tranh. Cạnh tranh với anh làm gì? Âm mưu triều đình. Áo giáp mạ đồng đỏ, ui 300 tiền mà cái áo giáp cứ bắp. À, bọn Viking đánh mình.
Rồi, Blender kìa. Chó này. Ơ, cái trên này bị chia làm đôi này. Bá tước à? Năm mươi ba phần trăm mình sẽ được một cái bảo vật rất hay. Ồ, bộ sách hai sao nữa. Cái này trang trí trong này à? Mẹ. Mình có rồi. Biết thì lấy tiền. Fuck. Rồi, 8.000 quân của mấy con chó là đến rồi. Nhơn. Lão. Bọn này nó bị chia rồi này. Quất thằng này đéo quất được. Chưa đủ cái danh vọng cần thiết. Thằng này đi tu rồi. Khổ thân thằng em, sinh sau đẻ muộn. Không phải một nhân vật tài giỏi gì nên là phải tống đi tu. Rồi, bọn này đời quận. Bọn này chưa đánh được nó. 3 tháng nữa.
Có cái đầu buồi. Cái này tăng giáo hoàng. Chiêu binh giảm đi 10% cũng được. Cái này tăng khá nhiều thiện cảm với giáo hoàng này. À không, phải tăng giáo hoàng mà tăng với thằng lồn này. Để cái này được. Đang đánh nhau. Đang này mở rộng bờ cõi xuống phía dưới. Bất tổ của mình. Chúng ta không can thiệp vào cuộc chiến này. Ta tộc của mấy thằng đệ của mình có vẻ hiền nhỉ. Đéo, sẽ đánh nhau đéo này. Scotland mở rộng ra Ireland này. Thừa sức ăn được. Cái búa này thì cho ta làm cái đéo gì, con chó này. Mình có rồi, mình cũng chưa có. Đây là bị giấu mấy cái mũ khí một sao này. Mấy trừ hầu anh em ấy đéo thấy phát triển cái gì rồi nhỉ?
Guerra. Oh. Anh bạn này lên England rồi á? Đủ điểm lên England rồi à? Tôi sẽ phải giúp mà anh em mình một tí. Ừ. Mẹ tài bị bệnh hủi à? Khiếp. Kinh cái gì? Thế sắp chết rồi. Triều đình hoàng gia của mình để ở mức giữa đi. Trong ba gia tộc của thằng Thái này cảm giác là mạnh nhất này. Nó vươn lên làm chư hầu hùng mạnh rồi. Còn hai cái ông này vẫn cứ lẹt đá lẹt đẹt. Nhiều mưu ám sát cái thằng này Marie trùng với tên nữ hoàng rồi. Judith. Sự trỗi dậy của người sót. Văn hóa sót được thành lập rồi này. Ok, vừa nói xong thì thằng này chết. Đầu của anh ấy bị xé toạc bởi tù trưởng. À, thằng Thái bị thằng này nó bổ cho nát đầu luôn. Tù trưởng Angrimi Vifu Sun. Thằng này chém chết luôn thằng Thái. Thằng cu con lên làm vua, lên làm bá tước. Ông bị chém toác đầu luôn. Nó cho một quả dìu vào đầu như bồ củi luôn. Mẹ mấy cái thằng chư hầu viewer này mày cùi bắp thật. Gia hạn bảo trợ. Tiếp tục vào.
Đi đánh nhau bị nó chém rất nát đầu. Cày. Mang tiếng là một chừa hùng mạnh của Pháp. Tướng của mình chết trong trận này. Thế nhỉ?
Ủa sao ít quân đấy? À như sĩ đoàn giải thể rồi. Sinh đôi à? Ô, con này lấy thằng này lúc giá nào nhỉ? Nó tự lấy à? Mình có cái gì đâu? Thả thán, chúng mày tự đi mà đánh nhau. Thằng cùi bắp này. Quất được thằng này nữa. Hồ, lấy được cái này ở đâu đây? Ồ, bọn này nó sát nhập được bọn Wessex ở dưới này vào rồi. Chuyến chuyên chế này là như nào nhỉ? Chiều tự trị à, giảm quân quyền xuống một thôi, không có gì.
Cambridge. Tài chết rồi, bệnh hồi chết rồi. Nữ bá tước lên. Rồi, mở cuộc chiến vào thằng này đi. Sao lấy nhỉ? Cái này đánh được. Mà sao thằng này đã đánh được? Ông này 67 tuổi bình thường. Mưu sát đi. Tuyển cử sắc sông nên chắc chắn là sẽ không bị mất. Ông này với mình đang là đồng minh. Rất nhiều người tham gia viết. Giết đi, xong rồi mình chiếm England. Chúng ta sẽ chuẩn bị quân đội cho cuộc chiến England này. Đeo tài trợ nữa. Tốn kém. Quân đội của người Norman chuẩn bị chinh phục nước Anh. Đã chiếm được kem đấy, hiểu tại sao không chiếm được. Rồi, nước Anh mất. Giờ là lúc chúng ta quất thằng này. Đã chiếm được. À đây đây. 1500 điểm. Scotland còn đánh nhau, Scotland không đánh nhau. Mình có đồng minh với Scotland. Scotland sẽ giúp mình trong cuộc chiến này. Đó. Scotland giúp sức. 4 vạn quân và 1 vạn 8. Hiệp sĩ đoàn chắc sẽ không gọi được rồi.
4 vạn quân nước Pháp tràn vào. Một cái chùy nữa. Cảm ơn Minh Phương đã luôn hết nha. Xì xì à. Rồi, chúng ta có Mercia, có 3 tỉnh Mercia này. Cái này sẽ cho thằng Trung, thằng đệ của tôi. Anh em đợi tôi tí nhé.
Rồi. Này, hơi tốn tiền chiếm đoạt nhỉ. À, bọn lại bị cầm tù mà. Bắt nó. Warwick rồi sẽ ban cho một người văn hóa Norman. Giả thế. Cái đấy nhá, mình chưa lên được công thức ở đâu, mình còn đất ở đâu nữa nhỉ? Có hai vương quốc ở đây này, cho Tubi Hotfast này. Này gia tộc của Tubi. Từ bỏ yêu sách. Con bộ này sẽ mất tự yêu sách của nước Anh. Đó, nhưng mà nó vẫn có tự. Ủa sao nó vẫn ở đây? Rồi gì nữa ta? Offforce đúng không? Offforce chưa có ai nên có thể tạo được. Công tước của Offforce. Chấp nhận một thằng hoàn English. Nước Anh mua năm. Đấy, rồi bây giờ. Khi mà chiếm nước Anh Pháp thì chúng ta sẽ có quốc uy liên hiệp Anh Pháp như này. Richard. Cháu à? Watch the selector.
gia tộc của em vẫn ở đây thôi. Nói chung là chẳng thấy phát triển gì cả. 599. Còn thằng Ken này, ta không sửa nó nhỉ? Rồi, bầu cử cho thằng con của mình. Chấp nhận. Rồi giờ sẽ ban thưởng cho Chùy. Ngu ngốc. Thương mại được khuyến khích, đúng vậy.
Ồ, lấy được cái vương miệng của nó này. Cái này được nhiều điểm hơn. Trên này nó nghèo quá, lương thực cạn kiệt. Thằng này chết, thành ra là kết thúc chiến tranh. Đi hành hương phát thằng đánh Island. Đặt thế. Mà hành hương đặt thế. Đền nó mần đài. Nhiều nhất có thể, tất cả các công tước phải bắt buộc phải đóng thuế cắt cổ cho triều đình phục vụ.
Đéo đủ. Thấp quá thì lại đéo đủ. Sức khỏe bình thường. À, đang đánh nhau. Bên phòng thủ. Như vậy là gia tộc Thái đã có bước tiến đầu tiên, đánh xuống phía Nam, chiếm một công quốc ở nơi này. Bốn trên bốn, chưa phải là một công tước. Được. Nếu Thái thắng trận chiến này thì tôi sẽ phong làm công tước của Blender. Trung Quốc của Blender. Khuyến khích những cái chư hầu trực thuộc viewer nó sẽ mở rộng bờ cõi. Ở đây hai thằng này mãi đều đánh nhau. Cứ đứng im lìm ở đây thôi. Ông này chưa đẻ, vớ vẩn là phải tạo lại gia tộc của Tubi. Thằng này chỉ có một miếng miếng này thôi. Như vậy nhiều khả năng là chiếm được. Anh tính đánh vào Ireland. Scotland thì đời sau con mình sẽ có rồi. Như vậy chúng ta gần như là hoàn toàn kiểm soát đảo Anh. Trăm điểm này cơ. Cái này mình dùng được một đời thôi, một lần thôi. Không, cái này để cho ai vừa donate lúc nãy cơ. Minh Phương. Ireland. Đó, thằng chó Lothania là nó lại có cái miếng đất này ở đây. Lâu thế.
Marie the Elegant. Ta biết được thêm một bí mật không cần. Tầm này chúng ta không cần phải biết thêm một bí mật nào nữa. Bây giờ dục dịch chuẩn bị lên đế quốc rồi. Chư hầu giới hạn 36/52. Thằng Ken này đang đánh Tubi này. Tôi phải can thiệp vào thằng này. Không can thiệp được vào cuộc chiến của Tubi. Tubi hơi yếu. À, rồi, chiếm được rồi nên là giữ lời hứa sẽ trao cho Blender. Cùng hai tỉnh này luôn. Để tự mày trở thành một trong những chư hầu hùng mạnh của mình. Đấy, thằng này nó sẽ tự chia lại cái tỉnh này của nó khi nó là một công tước, nó sẽ dễ chia hơn.
Có người nội dõi rồi này, Tobi có người nội dõi rồi. Chấp nhận nhưng mà nó là bạo chúa, không cần thiết là phải thế. Đời sau chúng ta sẽ nắm giữ gần như toàn bộ đảo Anh. Mấy thằng chữa đánh nhau rồi này. Bên tấn công. Ai à? Hơi khó, tài lại chọn đánh trong đánh vào đây, đánh thôi mang đánh tiện đi đánh vào đây, hơi khó đấy. Rồi hai tập bài chúng ta dừng ở đây, tôi nghỉ đây, hẹn anh em những buổi sau chúng ta tiếp tục cùng cuộc hùng bá thiên hạ của gia tộc Normandy Đài. Như vậy đúng lịch sử chúng ta cũng đang là vua của hai nước Anh Pháp rồi. Tập sau chúng ta tiếp tục. Ui Thụy Điển to đấy. Thụy Điển to đấy. Thụy Điển à, game này Thụy Điển mạnh thế nhỉ. Được. Rồi hẹn anh em ở buổi sau. Xin chào và gặp lại. Bye bye.